cây hoa đỗ quyên màu cá vàng ạ, mang về để chuẩn bị bọc để gửi cho khách ở miền Nam ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cái cặp cây hoa đỗ quyên cá vàng rất là đẹp, hoa thân ạ, gốc to bằng bé bằng ngón tay cái, hoa thân khá là dài, 1, 2, 3 được 60. Cây này cũng tương tự như vậy ạ. Những cái cây mà nó cứ có kích thước mà thấp hơn, kể cả bọc vào thấp hơn 1m4 thì nhà mình vẫn gửi bưu điện được nhá, vận chuyển toàn quốc được, sẽ bó gọn cành tán, và hai nữa là có những cái tre dài như này để chống, để bảo vệ cho cái thân ạ, và khỏi giật gãy cây. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây hoa đỗ quyên rất đẹp như này, đặc biệt là cái cây này màu cá vàng đẹp lắm ạ, thì vui lòng alo thật sớm một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá.